Ơi con gì tới, con gì tới. Tao cạp mày chết, tao cạp mày chết. Ủa? Gì vậy? Các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với lại series game trong bao phiên bản siêu khó của các pháp sư Trung Hoa ha. Thì chúng ta đã đi được tới màn 4.8 rồi. Rồi cái con này là con gì đây? Trời ơi, cái game gì á? Game gì? Game tiếng Trung hả? Game của người Trung Quốc làm gì sao tiếng Trung không hiểu? Tao không hiểu. Con nó nhúng nhúng rồi. Ban đêm mình mang mình cứ mang nha, giống như cái lần trước mình vượt qua đi ha. Mấy ông ngồi đó đi. Mấy ông ngồi yên đó đi. Với cái layup như này là chúng ta thắng chắc, chúng ta đặt hết những cái cây núm này vô trong luôn. Chúng khỏi cờ mang cái này cũng được luôn á. Hello bạn Ly, hello bạn Sang Ly nha. Hello shop, lấy cái con khoai tây cao đi. Không sao đâu, không sao. Tin tôi. Mấy ông cứ đặt niềm tin vô tôi một lần thôi. Bây giờ mấy ông chỉ cần đặt niềm tin vô tôi đúng một lần này thôi. Sau 3 lần thất bại đúng không? Sau 3 lần thất bại tôi đã thông minh hơn rồi. Không thua đâu, yên tâm. Tôi có đèn, tôi có bom nguyên tử luôn. Tôi còn có mèo nữa mà. Nãy là do tôi đặt con mèo nó bị chậm thôi đó. Nếu mà tôi đặt con mèo sớm lên là ngon rồi. Oh. Oh no. Là một con nữa, lát nữa là con này lại có phải có một con dằn xuống dưới nước rồi đó. Đúng rồi, nó sẽ có một con dằn xuống dưới nước nữa nè. Không sao, chúng ta đép dẫn được. Má chết tiệt, thì cái con đập báo nó ra. Con đập báo ra thì hiếu cúc rồi. Con mèo đầu tiên à, con mèo đầu tiên sẽ được nuôi à. Ôi trời, nó thảm hại thì chứ, mất luôn một cây núm bự của người ta. Con mèo đầu tiên ra trận à, con mèo đầu tiên ra trận à. Rồi một con mèo. Một con mèo về. Ôi, nhúng, đè nó. Mày hả con, trời ơi, su hào cứu được. Sorry mọi người nha, sorry mọi người. Tôi hơi hưng phấn á, nên là cái, tôi hơi hưng phấn á. Sorry mọi người, hưng phấn quá. Trời, con mèo gánh tem 15GG rồi mini. Thêm một con mèo nữa đó. Ơi, nhưng mà ở trên đây thì sao? Thôi xài nguyên tử trước đi. Xài nguyên tử dọn dẹp đường phố đi. Giờ mình còn cái lồng đèn quá à. Cần cái lồng đèn để thấy đường mà biết chơi á. Mà cũng cần con mèo nữa nha. Thôi chúng ta lên lồng đèn trước đi. Trời má ơi, con mèo này nó chọi bắp ác chứ. Cái lồng đèn bút tóc đánh nữa. Khoai tây. Mèo bắn được, mọi người khỏi lo. Ơi con mèo có bắn kịp cái thằng này không vậy? Mèo ơi, còn thằng trên này nữa con. Mèo,
Mèo ơi mèo. Mèo ơi. Má mình bị mất cái xe ở đó rồi, phải xài cái bơm nguyên tử luôn, xui thiệt. Con mèo nó bắn được con đó sớm là ngon rồi đó, thề luôn. Mèo bắn được con đó là đẹp quá rồi mà mèo bắt không kịp. Su hào đâu, su hào đâu. Đè nè, đè đè hay nè. Đè hay hay không là nằm ở đây hết nè. Tiền á, tiền á. Đè nè. Đè hay quá. 15 điểm. Đè quá này xuất sắc luôn. Ơ, con này nó cứ vậy mà nó chạy thẳng vô thôi hả? Mèo, mèo. Mèo giết con nổi luôn. Rồi khổ luôn, khó luôn. Chỉ có hai con mèo thôi, không có gì hết heo ơi. Không sao, hai bé mèo lo được. Chuẩn bị lên ba bé mèo. Ba con mèo thì mấy ông nghĩ coi chúng ta thua kiểu nào nữa. Nãy giờ mấy ông phải tin tôi, mấy ông phải tin tôi lần này. Mèo gánh tem 15GG. Thì ra là mình muốn giết con nhúng nhúng đó thì mình chỉ cần lấy con su hào thôi. Lấy con su hào đó cái đè cái bẹp lại lụm. Ok chưa? Hello bạn Trần Quang Tiến nha, có lô shop bơm nguyên tử nữa là win rồi. Để bé mèo gánh tem. Bé mèo nó cần cái lá bèo đó Hiếu. Không sao, để lát nữa thử. Để lát nữa thử bỏ con mèo bình thường coi nó có cần không. Đâu gì đâu. Mình bỏ vô mình thử là mình biết. Thì nếu mà nó không cần thì đỡ tốn 20. Còn nếu mà nó cần đỡ tốn 25. Hello con Đức Duy nha, có lô shop. Hello bạn Thái Khôi Thạch nha, hello bà quạt rồi cầm lồng đèn chi nữa. Ủa, cái quạt nó quạt gió đi nhưng mà nó vẫn mang sương mù về lại mà, đúng không? Ở đâu có mất luôn đâu. Trời ơi, nó ra cái con cái xô đầu tiên ở trên đây luôn, thì mình lấy gì mình giết cái xô đó được hả mọi người? Nếu mà cái con đó nó ăn mà nó không bị làm chậm là mình cúp á. Nó không bị đóng băng chứ. Hồi như bị lủng ở dưới rồi. Ở dưới không để ý. Nãy giờ toàn lo ở trên không à. Ở dưới không có nhìn. Ở dưới không nhìn. Nãy giờ ở dưới không ném xỉa tới luôn. Con này lận hả? Không sao. Đâu để thử nha, để thử mình đặt một con mèo trước. Để Hiếu đặt thử một con mèo trước coi là cái con mèo này nó có cần tới cái lá bèo không? Không cần thì đỡ, không cần đỡ tốn tiền. Đúng rồi, không được nè, phải có lá bèo nó mới cho đặt con mèo. Chết. Này. Ôi. Trời ơi, chùm cuối tới, chùm cuối tới. Con này trâu dữ lắm. Hồi nãy giờ mình hên nha, chậm vía là mình vẫn chưa mất cái nào hết. Bắn nó chết đi mèo. Má cái miệng thiệt luôn, nó đúng cái miệng. Cái miệng vừa mới nói luôn. Cái miệng vừa mới nói chậm vía mình chưa mất cái nào hết. Xong cái cút liền. Mấy cái con kia chuẩn bị rớt từ trên trời rớt xuống nè. Chuẩn bị bom nguyên tử nè. Đó, chỉ có bom nguyên tử mới cứu nổi nhà này thôi. Ôi, cái gì á? Ôi, rồi xong. Rồi.
Rồi bé mèo này bắn 80 năm của bé mèo luôn cũng không chết nữa. Trời ơi, đừng có mất cái đèn được không? Tôi không muốn mất cái đèn. Mèo bắn ra cái gì đi con. Ờ không sao á. Ôi kệ đi, mất cái đèn nhưng mà mình có cái xe mà. Ôi ông già đọc báo tối nữa hả? Quỳnh què vì nữa vậy. Rồi xong rồi. Xong rồi xong rồi. Xong. Quá đủ. Xong. Và thế là hết cho chuyện tình hai chúng ta. Bé mèo gánh tem 15GG nhưng bé mèo gánh không nổi rồi à. Bong bóng nó tới nữa thì lấy cái gì mà chơi mấy ní. Rồi thôi cút thôi. Lại thôi. Xui thôi. Cái nãy mình xui là do là mình bị ra hai cái con bóp bự thôi. Tin tôi lần này đi. Tin tôi giống như lần trước đi mấy ông. Tôi sẽ qua được cái này. Đúng mang cái băng ngon hơn. Bấm vào cái xe để sử dụng sớm hơn hả? Ủa đâu được đâu. Bấm vô nè. Nè bấm vô nè đâu được. Cái bảng này nó không có cho xài cái xe sớm hơn. Chứ nếu mà nãy nó cho xài cái xe sớm hơn thì đỡ cực cho tôi rồi á. Mình bị thiếu tầm nhìn quá à. Đem 500 theo đi Hiếu. Ờ không sao. Cái 500 nó hút sắt đúng không? Con mèo mạnh mà. Mèo bắn là cút hết. Do nãy xui thôi. Má ban đêm mà mình còn không thấy quần què gì nữa. Tới đường luôn má. Đặt xác vô trong mày, đặt nấm xác vô trong mày. Nắm bự lên rồi, nắm bự lên rồi. Một con ở dưới biển, một con dưới nước rồi mọi người. Chuẩn bị có mèo. Mình sẽ có mèo sớm nhất luôn. Tranh thủ mua mèo luôn. Rồi xong. Easy gaming. Một con mèo ra trận. Mua cái đèn lên nữa cho con mèo bắn nhanh. Trời ơi. Chọi cua bắp vô đầu nó đi con. Chọi cua bắp vô đầu nó đi con. Ok. Ơi 45 tiền giết chiếc được đó không? Con mèo giết con này không được nha. Hồi nãy mình cũng bị lủng con này một lần rồi nè. Bắp, ừ hay quá. Ủa mày cua. Trời ơi. Hay quá mèo ơi. Trời ơi mèo gánh tem 15GG. Mèo gánh tem 15GG. Hoặc không. Rồi hai con mèo luôn. Hai con mèo luôn. Trời bơm. Giờ mình chỉ cần đặt mấy cái củ này ra thôi. Đó. Cho xu hào đè. Hay. Để tiền mua con mèo. Đúng vậy, để hết tiền mua mèo. Chỉ cần có mèo là chúng ta sẽ mua mèo.
thắng rồi, bàn này thắng chắc rồi. Ba con mèo một lần. Mày thua hộ tao cái. Bom nguyên tử chúng ta vẫn chưa xài luôn. Ôi, ông trà đọc báo tới rồi người ơi. Khoan đã. Không sao á, không sao, ông già đọc báo nhưng mà mình có băng á, mình không có sợ ổng. Ok, mình có nóng băng, mình không có sợ. Đúng không, đúng không? Ok chưa? Ok chưa? Hay quá. Nói thiệt chứ cái màn này mà không thích. Màn này mà tôi không xài con mèo chắc không bao giờ qua luôn quá. Khó quá. Trời ơi, mèo có chỗ bơm kìa. Trời ơi. Ôi ơi, chụp cuối tới. Đây để coi thử con mèo có bắn được nó không. Ôi con mèo như bắn không được. Mình đè nó thôi. Vẫn chưa xài bơm nguyên tử luôn. Giết con này đi để nó đừng trừ tiền tôi nữa. Bong bóng tới. Ôi chết mồ chưa. Không sao không sao, mình có nguyên tử rồi đúng không mọi người. Nếu mà khó quá thì mình nguyên tử thôi. Má nhiều quá vậy. Ở đâu ra mà zombie nhiều quá vậy. Chết rồi, chết hiếu rồi. Phải là trí tuệ nè, phải là trí tuệ nè. Chết mẹ chưa, trí tuệ của tôi đi đâu rồi. Ơi cái con gì xàm vậy. Cái con zombie gì nhìn xàm địch quá vậy. Không sao, mấy con mèo lo con bong bóng được nên mình không lo. Trời ơi. Mình lo con này nè, mình lo con này nè. Ok hay. Mèo lo hết luôn á. Tính ra là mèo lo hết luôn á. Mèo nó bắn được con bong bóng. Nó bắn được luôn cái thằng nhảy luôn. Làm hết trơn rồi. Cái trái bơm của con mèo á, cái trái bắp của con mèo á. Mèo gánh tem. Ở trên kìa mấy đứa ơi. Hay quá. Ở mấy mèo như nó nghe tôi á mọi người, nó hiểu tôi á. Mèo nhà làm ngon như nhà làm. Giải cứu đi, giải cứu. Giải cứu hàng ốc chó đi mấy con ơi, nó cắn nhỏ khóc vui kìa. Hay quá. Mèo nữa đó, mèo nữa đó. Có mèo là mua, có là mua, có là mua. Ta xài băng hay xài băng một cái đi. Ôi giết cái thằng tỏi đi mấy đứa. Giết cái thằng tỏi đi nè. Hay á, hay á. Ủa ví dụ mà Hiếu mua hai cái đèn được không? Cái đèn nó có cho thêm cái tốc độ đánh đó mọi người. Nó mua thêm cái đèn nữa đúng không? Nó bắn nhanh lắm quá nè. Nguyên tử á, nguyên tử á, nguyên tử á, nguyên tử, nguyên tử. Nguyên tử đâu? Chết rồi, không đủ tiền rồi. Ôi, liên tục vậy luôn hả? Không được đè luôn. À không có tiền chứ không phải là không được đè con cái con đó. Mà mình không có tiền á. Mày cút. Nó đã bắn bể luôn cái cây nấm của tôi luôn kìa mọi người. Má hơi quá, hồi nãy cái ông nào kêu tôi mang cái băng á. Hay á, hay á ông, hay á.
ơi, mình có thể thắng cái màn này mà mình không tốn tới bất kỳ một cái xe nào. Cái gì vậy? Má nó, cái thằng nó làm cái gì vậy mọi người? Nó nhảy mà nó nhảy thẳng một mạch vô trong nhà tôi luôn, không gặp bất kỳ một cái trở ngại nào hết trơn á. Cái này khùng khùng mà nó điên. Cái gì vậy? Trời ơi, đợi xíu mọi người, còn một anh hùng nữa. Còn một anh hùng nữa nha, anh hùng này đang lết. Đợi xíu, đợi anh lết. Anh lết đi, anh lết càng lâu mình càng có tiền á, khỏe cho mình. Anh lết càng lâu mấy cái con này càng ra tiền ngon. Lết đi, anh cứ lết đi. Ê, mình đặt cái này đây không? Ơi, sao bắn nó rồi mèo? Trời ơi, tất trời ơi. Trời ơi, còn có cái đầu không? Vô địa bàn của loài mèo là còn có cái đầu không? Thôi giờ Hiếu đặt đặt khoai tây, ấy lộn, đặt cái gì quên rồi, ốc chó ra để bảo vệ mấy con mèo cái. Hay nè. Ơi còn ở trên. Hay luôn. Không thể nào vô được. Không có cái xe nào luôn. Thắng rồi. Xài nguyên tử nữa thôi xong rồi. Qua màn luôn. Qua khỏi cái màn ban đêm này luôn. Hello bạn Phương BN nha, hello shop. Hello bạn Thái Khôi Thạch nha, hello bà, con mèo này nó cân hết rồi, mèo làm hết. Nghỉ livestream đi ông già ơi, dẫn đi lắc đít nè ông già. Thôi bà lắc một mình bà đi nha, tôi cảm ơn bà. Chúc mừng bà sớm ngày tìm lại được cái khớp đít ngày nào của mình ha. Con mèo nói là một mình tao cân tất, dữ vậy sao? Chỉ tay lên trời, hận đời, không đối thủ. Trời mưa nữa kìa. Ôi mèo này. À cái map này là cái map mình sẽ không thấy đường nha, mình chỉ thấy bằng sấm chớp thôi nha mọi người. Ơ, xét đánh lên cái đi để cho thấy đường. Ủa cái con sao này để làm gì vậy? Ồ, cái con sao đó nó bắn vậy hả? Hiếu không có biết nha, sorry mọi người. Tôi không có biết nên là tôi để cái con sao đó nó đứng ở cái chỗ hơi ngu ngốc. Đó, bảo vệ nó bằng cái này. Cái tiếng mua chiêu quá anh, chiêu thiệt các em. Tiếng mua chiêu lo-fi cực bức. Chết rồi. Ở dưới đây mình đâu giết được đâu. Ở dưới đây vẫn giết được. Hên quá. Hay. Má gì tối thu tôi lùi, thấy mẹ gì nó đầu chơi má. Cái màn này khó lắm chứ anh. Ừ, anh thấy là không thấy đường để chơi luôn rồi nè em. Ơ, sao lần này nó tối thui mà nó tối lâu quá vậy? Cái con sao này cũng mạnh lắm á Hiếu. Thấy mạnh à, thấy ngon quá trời. Ủa, quên. Cái 500 nó phải đặt ra phía sau chứ tự nhiên đặt ở trên. Lộn mọi người. Trời
trời, nghe cái tiếng bắn kìa, nghe cái tiếng bắn nó chiêu luôn á. Ơi cho tôi lại một con 500 nữa được không? Tại nãy tôi bị lộn á, tai nạn mục tiêu á, chết rồi, bị mất con sao nữa rồi. Ừ, hồi nãy Hiếu đặt cái con 500 ngu quá. Không sao, mình sẽ khắc phục được lỗi lầm của mình. Tối thui trời lùi luôn, thấy mẹ gì nó đau. Chào mừng tất cả các bạn đến với lại buổi ASMR của mình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Nay mình sẽ làm cái thử thách cho Yumi cạp cái nhà của mình á, còn có cái cùi không nha mọi người. À, bong bóng bị xương rồng bắn. Ôi ghê vậy. Chứ không thấy đường rồi mọi người ơi. Sáng đánh cái nữa đi không? Nó hết đánh luôn rồi. Ở đây, có cái 500 rồi kìa. Không có thấy chỗ để xài cái gió thổi á, thổi nó đi đi. Ok, đẹp, vẫn cứu được, vẫn cứu được. Con gì nổ vậy? Thổi đi đi, thổi đi đi. Ơi, đừng có mất cái chỗ này chứ. Ừ hay, không mất cái xe này luôn, quá hay, quá đỉnh. Có con nào bộ nữa kìa. Má cái gì tối thu rồi lùi rồi, có thấy mẹ gì nữa đâu. Ừ hay, mình không mất cái nào luôn á, quá hay luôn. Mất xe nào đâu, đâu có mất xe nào đâu. Chưa có mất một à, có mất một chiếc ở cái hàng nước. Mà nhờ chơi cái này tôi mới thấy là cái con sao này cũng mạnh lắm luôn nè. Cảm ơn 10 sao các bạn Ngô Hùng Trường nha, hello shop. Tối quá không có thấy gì luôn anh Hiếu ơi. Ừ anh cũng không thấy mẹ chứ. Anh chơi hoàn toàn bằng cái ánh sáng mờ căm của cái sét đánh á. Có ôi rồi, mình lên nóc nhà rồi mọi người ơi, tới lên nóc nhà, mới đây lên nóc nhà cả, lẹ dữ.
Hay là bạn Lê Tan Ti nha, có lục shop. Anh thấy đường không anh Hiếu ơi, chứ em không có thấy rõ rồi đó. Anh cũng đâu có thấy mẹ gì đâu em. Hello con Minh Lê nha, hello bà. Chào bạn Nguyễn Đức Tài nha, hello shop. Hello bạn An Hạ nha, hello fan. Rồi qua màn rồi. Giờ chuyển lên nóc nhà rồi. Lên nóc nhà này nó có cho xài mèo nữa đâu đúng không? Con mèo chỉ có màn nước thôi. Còn nóc nhà thì đâu có xài mèo được. Đó, nóc nhà không xài mèo. Nóc nhà chúng ta chỉ có thể xài được cái súng này thôi. No. Trời ơi là trời, chết rồi. Chết rồi, bye bye bé mèo. Cảm ơn mèo rất nhiều. Cảm ơn con vì suốt quãng thời gian vừa qua con đã luôn bên cạnh ba, cũng như là đồng hành, che chở, bảo kê, đùm bọc cho những cái lượt ở zombie. Rồi okay, tới giờ thì chúng ta phải chuyển sang bé sao thôi. Không mới nói cũ, có mới nói cũ. Bé sao tới, bé sao gánh tem 15GG ạ. À, mang súng 200 đi, để có gì lát nâng cấp được. Mang con bắp cải. Dạ, mang theo su hào. Mang theo bom, bom nguyên tử nó không cho mang. Mang theo bom này. Bỏ bớt một con này đi, thôi bỏ bớt cái khoai tây bự đi ha. Khoai tây nhỏ rồi cho cái này vô nữa thôi là quá ngon rồi. Có bong bóng không? Không có bong bóng. Lấy su hào. Ok. Có cái con vô học kìa anh. Rồi cái con cái cây nào cây vô học vậy? Ủa mấy cái cây này có cây nào có học thức đâu sớm? À cái cây sau này nó là trái khế đó hả? Ờ, mang súng bắn băng đi Hiếu. Ờ Hiếu quên mất tiêu rồi. Để thử cái này cái, để từ từ để thử trước cái này cái. Thử trước mấy cái này coi rồi tính. Con sao với súng không xài được Hiếu ơi. Ủa sao kỳ vậy? Sao xài không được? Ủa sao xài không được má? Bị hư hay sao xài không được? Bờ cờ sờ là gì vậy anh? Bờ cờ sờ là bịch cơm sườn đó em. Tao thấy mày mang cái nhà này là tao thấy mày cút rồi đó. Thì kỳ vậy ní. Ủa nó bắn được nè mọi người, sao lại không xài được mọi người? Ơi, cái con này thấy sao nó ngu sao á? Cái mái nhà nó cản rồi hả anh? Ok. Súng bắn bị dướng cái nóc nhà má thiệt, cái game này hề thiệt chứ. Không còn mèo nữa rồi, mình không còn mèo trong nhà của mình nữa rồi. Thì bông ăn thịt thôi, đúng không? Nếu không được thì mình bông ăn thịt thôi. Không súng đúng không? No súng đúng không? Không có súng đúng không? Thì mình chỉ cần mang theo mấy cái nào đó mà mình chơi bằng tiền thôi. Bằng tiền thôi là được. Nổ súng. Ủa nhưng mà vẫn có phải có súng bắn băng. Súng bắn băng vẫn không được đúng không? Đúng. Không có chậu, nó không có cho mang chậu, như là chưa. Chưa có khoai tây chuột chuỗi luôn. Mang bắp cải hả? Bắp cải là cái nào vậy? Bắp cải là cây này hả? Là cái cây này nó bắn xa ra được đúng không? Chỉ có mỗi cái này là mang được thôi đúng không? Ok, rồi tôi mang bắp cải đó. Rồi ok, tôi lo được. Cái con bắp cải là nó bắn cao được. Rồi ok, hiểu, I know. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thank you mọi người nha. Để mà có mọi người chỉ đỡ hơn. Mình chơi gì lát nữa mình hồi cái. Ủa sao nó bắn không được vậy? Ủa đợi một xíu. Mình sẽ sử dụng con su hèo.
để đè tụi nó. Chết rồi, đè được có một con à. Sao thấy ngu ngu sao ta, tự nhiên mất hết cái chậu bông rồi nè. Má chán chưa, chưa gì mất hết cái chậu bông rồi nè mấy ní. Cho tiền ấy, đừng để mất cái chậu bông nữa được nữa không. Trời, mất thêm cái chậu bông nó có ngu đần không. Không sao ạ, tai nạn thôi ạ. Rồi hàng sau là hàng bắp cải đúng không? Nó mất hai cái cây bông ở đây, sạc đẹp quá à. Lỗi tôi hết á. Nó không có cho mua chậu nữa chứ. Rồi không sao, giờ mình chỉ cần để bông ăn thịt lên, bông ăn thịt lên, bông ăn thịt lên thôi là được. Rồi, ok rồi. Hai mình thôi khỏi đi ha. Tại do mới vô mình bị ngu á, nên là mình trả cái giá thôi. Cái giá của mình nó khá là đắt. Nếu mà mình không mất hai cái chậu bông là đẹp. Ủa, nếu mà mình mang theo cái này, vậy lát nữa cái chậu rồi mình xài cái đó thôi, đúng không? Ủa, nó đi qua vậy cái là thua luôn hả? Nổ thôi. Ok, vẫn cứu giá được. Oh no. Vậy cái này thì sao? Lại. Mới vô mình làm mất cái chậu ngu quá. Tai nạn thôi. Tai nạn thôi mọi người. Lỗi tôi. Làm lại. Ủa nếu như mà tôi mua cái cây súng á. Nếu mà Hiếu mua cái cây súng này nè. Cái cây súng máy này nè, nâng cấp lên nó có bắn được không? Cây súng máy này bắn nâng cấp lên nó có bắn xa được không? Hai cái hàng bắp cải là nó cũng gánh được rồi đó anh. À chỉ cần hai cái hàng bắp cải thôi hả? Một cái hàng bông thôi bố ơi. Ok. Hello con Huy Phan nha, có đồ shop. Mua cái xe thử đi ông già. Xe là xe nào, nó bán ở đâu? Đâu đi ra coi. Từ từ. Mày này chưa có xe đúng rồi. Mình không có xe. Chắc mình khỏi cần mang cái này lỗi cao đúng không? Cần mang thêm mìn đồ, mấy cái này đồ. Bắp cải. Như là mình cần phải có cái chỗ để xài mấy cái này nè. À, hay là mang cái này để lát nó lên tiền thôi. Đúng rồi, một hàng thì mình xài cái này để xài tiền. Mang cái nào mà rẻ nhất, càng rẻ càng tốt. Ok, càng cái nào càng rẻ càng tốt. Cái hàng này để lát đặt bắp cải đúng không? It's coming. Lấy băng đi shop. Nó không có cho mình mang băng đó shop. 1, 2, 3 con. Một con là khoai tây, một con là bơm, một con là su hào. Đủ rồi. Ok. Nó đè xong nó còn đi ra bên ngoài được nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái con mắt cải này sao nó bắn yếu vậy mọi người? Nó bắn đúng lâu luôn còn nó mới chết á. Nuốt lẹ đi con, nuốt lẹ đi con ơi. Nuốt lẹ đi còn cạp kìa. Mày báo không? Ok. Ổn áp hơn rồi. Vậy là mình phải thay thế từ từ ra bên ngoài hết á. Con này làm gì chậm chạp quá vậy? Rồi, nó gấp đi rồi. Má tự nhiên không đặt cái bơm lộn. Đặt cái bơm ở trên mà đặt lộn ở dưới. Ok, không sao. Bảo vệ chậu bông, bảo vệ chậu bông. Chúng ta phải bảo vệ chậu bông của chúng ta bằng mọi giá. Ok. Rồi, full bắp cải rồi. Ngon rồi. Còn hàng ở đây nữa thôi. Con này tới cạp. Rồi cho khoai tây vô. Rồi ok. Xong rồi đó. Giờ mình bắt đầu mình thế cái hàng bắp cải hàng 2 này đúng không? Hàng bông này nè, thành hàng bắp cải hết là được đúng không? Rồi giờ mình cho mấy cái ụ kia lên nữa. Hiểu rồi. Ok, tôi sẽ thế từ từ. Tôi sẽ thay đổi nó từ từ. Dụ xài trái ớt cho đỡ cực được không? Đừng có cạp mất cái chậu bông, ăn đi cái cây cũng được. Mày ăn cái bông này, ôi, mày ăn cái bông này cũng được mà mày ăn cái chậu bông của tao, mày mất dạy quá. Nhưng mà không sao, mình thắng á. Mình vẫn còn một đợt nữa chuẩn bị chiến. Đừng cho nó cạp mất cái chậu bông. Ok. Mày cạp cái này cái kia thì được, nhưng mày không thể cạp chậu bông của tao. Hết lần này là thắng đúng không? Trái ớt. Ok, đẹp. Bắp cải vô thôi. Thắng rồi, còn gì nữa? Ok. Vẫn còn nhiều. Ok, hàng dưới không lo. Hàng giữa mình cũng có hai cái bắp rồi. Tôi biết mấy ông nói dưới cái mái nhà là dưới cái gì rồi. Dưới cái mái nhà ở trên đó thiệt kìa. Ok, qua rồi. Biết bao giờ nó mới cho mang theo cái chậu nữa.
chứ về tao cứ lo bị mất cái chậu không à. Ơ nãy sư giờ mới nói là không biết bao giờ nó cho cái chậu, cái nó cho luôn. Hello con bà Xuân Nhay nha, hello shop, hello bạn Uy Vũ nha, hello bà, game này tên gì vậy anh? Planet Zombie. Nhưng mà cái phiên bản này là phiên bản của Pháp Sư Trung Hoa, của Trung Quốc á, chứ không phải của cái bản kia mình hay chơi. Còn 42.000 tiền nè, nó cho đi mua đồ nè mọi người. Thôi lát nữa con ăn mẹ. Nó cho mang theo cái xe nè. Ủa con này là con gì vậy? 80.000 thì mới mua thêm được một ô nữa. Mua cái xe nè đúng không? Cái xe mấy ông nói nè. Rồi mua xe rồi đó. I've been cold for so long. One touch.